Công chúa Mako của Hoàng gia Nhật Bản hôm qua đã kết hôn với bạn trai Keiko Muro, một thường dân, người đang làm việc cho một công ty luật ở New York của nước Mỹ. Đám cưới của cặp đôi này đáng lẽ đã được tổ chức từ năm 2018, thế nhưng sau đó đã bị hoãn lại. Để có được ngày chung đôi hôm nay thì cặp đôi đã phải trải qua khoảng 3 năm với nhiều khó khăn, các tin đồn bủa vây và sự phản đối của nhiều người. Hôn lễ này cũng làm dấy lên một vấn đề ở Nhật Bản, đó là liệu rằng Hoàng gia Nhật Bản có nên thay đổi luật để công chúa được kế vị khi mà danh sách nam giới kế vị đang rất hạn hẹp. Không có tiệc cưới xa hoa, đám cưới của công chúa Mako và hôn phu chỉ đơn giản là làm thủ tục đăng ký kết hôn và phát biểu trước giới truyền thông. Với tôi, Kay là người không thể thay thế. Hôn nhân là bước cần thiết để chúng tôi có thể bảo vệ và phát triển tình cảm của hai người. Chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều khó khăn khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ cùng chung sống và vượt qua chúng. Năm 2017, Mako chính thức tuyên bố đính hôn cùng Keiko Muro, một chàng trai thường dân mà cô quen khi còn học đại học. Thực tế, ban đầu, cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận được sự ủng hộ không ít của truyền thông cũng như dân chúng. Thế nhưng, đám cưới của họ lại bị trì hoãn 4 năm qua. Hậu quả của những tin đồn lùm xùm nợ nần tài chính của gia đình vị hôn phu của công chúa, cũng như sự phản đối của nhiều người. Đến giờ, khi công chúa lập gia đình, nhiều người dân Nhật Bản đã thể hiện sự ủng hộ và chúc phúc cho cặp đôi. Tôi rất không đồng tình với những người phản đối đám cưới này. Thật lòng tôi mong công chúa hạnh phúc. Sau khi kết hôn, công chúa Mako sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia và đổi tên theo họ chồng. Công chúa Mako là thành viên nữ thứ 9 trong hoàng gia kết hôn với thường dân thời hậu chiến ở Nhật Bản. Đám cưới của công chúa Mako cũng khiến báo giới và nhiều người dân Nhật Bản quan tâm về vấn đề hoàng gia Nhật Bản thiếu người kế vị, cũng như họ có nên thay đổi luật để phụ nữ được nối ngôi. Hiện nay, nhà vua Nhật Bản Naruhito chỉ có người con gái duy nhất là công chúa Aiko 19 tuổi. Nếu nàng công chúa này kết hôn với thường dân, Aiko sẽ phải rời khỏi hoàng gia giống công chúa Mako. Theo luật hoàng gia năm 1947, quyền thừa kế ngôi vị chỉ dành cho nam giới, theo họ cha. Lựa chọn hiện tại chỉ có 3 người, em trai nhà vua Nhật Bản, một người cháu ruột và một người chú ruột của nhà vua. Trong một cuộc thăm dò gần đây, 80% người được hỏi ủng hộ và cảm thấy thoải mái với việc một nữ hoàng trị vì Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng còn không ít người tại nước này theo chủ nghĩa truyền thống, tôn sùng việc nam giới nắm quyền.